Đi. Nào, học đề, ăn phải bón đúng không? Mặt trố lên cho đây, nhìn cho kỹ chị thế đây. Chị chỉ làm lần duy nhất các chú chơi đây. Ủa nào chưa nổ à? Nổ đi đúng không? Đấy đúng không? Yeah, 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 yeah. Phải qua để đây này. Để linh ta linh tinh này người ta lấy mất đúng không? Này, đấy, người ta lấy mất này. À, đi đường thôi phải tranh thủ để mang về hộ lại. Đấy, thấy chưa? Người tốt việc tốt. Ui, là thế. Ăn trộm nào được chơi hết rồi. Ôi, lần đầu ăn trộm mình bỡ ngỡ. Điều duy nhất ta phải nói bây giờ là chính là ta rất ngứa chim. Nghe không? Nguyên một trận bóng vừa rồi ta ngồi ta gãi chim mà ta mất bao nhiêu cái lông rồi. Nha. Đây bây giờ phỏng vấn nhưng mà anh vẫn đang thấy rất là ngứa chim. Nha. Thôi nghỉ đi. Như này. Mà em ăn trộm mày phải để ý với camera ta soi này. Mẹ thấy tao mày giống anh em chưa? Bỏ đi. Đừng ăn trộm nha. Trộm cắp gì. Đừng cứ trộm thế nha. Về đi. Làm gì đây? Ui rồi, mẹ. Mày đi chưa? Tay không mẹ giật bánh xe. Mẹ. Khỏe thế mẹ. Giật bung cái bánh xe luôn. Rồi, đấy. Như vậy là một tên trộm nha. Giờ đi ăn trộm, dần dùng tay không thôi là bánh xe cũng bị lung lay, nó bung cái nhơi rồi đúng không? Thấy đây không đây? Rồi nhấc lên. Nhấc binh luôn cái xe luôn. Mẹ thanh niên này khỏe thế nhỉ? Mẹ. Ui, đấy thấy chưa? Giàu lên nhanh là từ đây đúng không? Ngon lành. Sao không vỡ thế? Mãi vỡ hả? Mày về đi. Ủa đây rồi. Chưa? Lấy vợ tậu trâu là đây chưa? Đấy. Trâu bò này đi đường này mang về đi đúng không? Thế nào đi làm gì đây? Ủa đây đúng rồi, nhanh lên, nhanh mày lên. Nhanh mày lên. Theo thế. Ôi, chúng mày vô đấy hả? Ôi, đừng mở tao. Tao bơ vơ này, chúng mày bỏ tao đi đâu đấy? Mở bỏ này. Ôi, bỏ anh thế hả? Đừng bỏ anh, sao cái chú đi thế? Đấy. Từ nhà ra vườn để làm thôi mà cũng phải đi xe ô tô. Rất là mệt đấy. Thôi xong. Mà xong thế nào được? Mày mày được cơ bản cho chú xem thôi nhờ. Dừng đi. Rồi, nào lùi đi, tiếp tục lùi đi. Mày phải nghe mẹ hiểu chưa? Mẹ làm đôi xe cho mày, mày yên tâm nhá. Đấy, rồi. Rồi, tránh cột ra. Tránh cột ra, không đâm vào cột bây giờ. Mày không biết tránh cột à? Tránh cột ra, con này. Tránh cột ra, không đâm vào cột bây giờ. Mẹ nói không nghe là chỉ có chết thôi, dạ. Rồi, cất đi. Rồi, lùi ra, rồi lại lùi vào. Ủa, thế nào này? Em Na sao lại đi lạc ở đây này? Thế là không được rồi, mà. Rồi, xem em Na rồi, đấy. Em Na đi lạc vào chỗ nuôi chó của anh này, không được rồi. Ui, ở đây rồi, đấy, ui. Đấy, quay đi. Đấy, quay đi cho em Na, nó phê đi. Đấy, ui à. Đây là không biết là em Na nhà ai mà đi lạc vào khu vực nhà anh này đấy. Cho nên là anh phải có cái hành động chăm sóc đặc biệt ngay đấy. Quay cuồng đi. Nhớ tỉnh táo nha. Rồi. Tối làm món rắn mà món này là ngon đấy. Tự nhiên tối lại có mồi để nhậu. Đang tìm xem là nên tối ăn nhậu bùa gì. Chào. Nào mà đi. Trời. Vỡ luôn. À sao mấy dây này câu gì đây? Nãy giờ chưa câu được con cá à? Hả? Đấy đúng không? Rồi.
thì mẹ về tổ tiên. Tiền đây chứ đâu mà đấy, đúng rồi, đầu chọc giờ cầm búa cầm gậy ra để đập cây ATM lấy tiền, nguy hiểm là mẹ phải cứu anh ấy thì chưa. Tiền đây chứ đâu, rồi vào tù ăn cơm miễn phí luôn, được tặng bộ trang sức luôn, xin chúc mừng anh.